đến toàn thể quý vị quan khách quý, lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và đặc biệt lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị thân mến, ăn quả nhớ kẻ, trồng cây, uống nước nhớ nguồn, đó luôn là lòng hiếu đạo, là truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam ta. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 10 tháng 11 âm lịch hàng năm, ngày mà gia đình của anh Ước, chị Xuyên vâng cúng một mâm cơm trước tiên là tưởng. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Hồ Minh Đương xin gửi lời chào đến toàn thể các quý anh chị, lời chào thân thương. Hồ Minh Đương xin kính chúc cho quý vị có một buổi tiệc ngon miệng và tràn đầy hạnh phúc. Liên tục chương trình văn nghệ cho hôm nay, cho phép Hồ Minh Đương xin gửi cho quý vị ba câu vọng cổ sáng tác của Đức Hoàng Song Diệt được mang tên Ai Cho Tôi Tình Yêu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Cho một tràng vỗ tay lớn lớn lên thật là quý vị ơi. Dù biết tình yêu không thể giáng sinh cùng không hề dài nhưng từ bóng tối cô đơn tôi vẫn cầm mong có người dân tặng cho mình. Cảm ơn cô, cảm ơn những cái nỗi thân thương cùng nhiều anh em nghệ sĩ lắm.
Dạ, và để liên tục chương trình, để một buổi xin mời cái định vũ bài tân cũ được mang lên tiếng chày trên sóc bo bo để xin mời thưởng thức. Yeah.
là một kẻ ăn mày nơi đầu đường xóa đời. Một kẻ ăn mày vậy mà tôi cứ tưởng ông cần gì. Dạ thưa bạn, tôi tin là kẻ ăn mày nơi đầu đường xóa đời, nhưng hôm nay dùng vì tôi đến đây không phải để phát thật hàng ngày. Vậy ông cần gì? Tôi muốn nhìn kỹ lại dung nhan của bà cho thỏa lòng mong đời. Cầm ngay gã ăn mày hổ đấu. Ông là ai? Ông là ai? Đây, bà hãy nhìn kỹ khuôn mặt khốn nạn này là ai. Thật là Dương Hậu đấy. Bà ơi, em gian anh cho tôi gần. Tại sao? Tại sao em muốn lên mặt anh thả Dương Hậu? Tại sao? Tại vì bản thân em giờ đây quen ngô nên đành quay lưng thôi. Mặt trốn chạy người. Làm cho ấy mấy ngày ngày mòn mỏi như một đêm cánh dài ta tèo tương đời quá lạnh lẽo vô cùng. Bà ơi, cho đến bây giờ tôi mới biết tôi đã.
lầm khi em già yêu thương say hơn mà hi gian. Tôi từng đau khổ sầu đã làm cho bà tạm mai nhan sắc đầu ngờ bà nhân vui cười lên lắm chùa vàng son. Dạ rồi hết. Dạ cảm ơn nha. Cảm ơn. Dạ.
cái gì cùng lắng nghe. Dạ. Từ đây xa cách, có mong có ngày gặp lại. Gặp gian nàng hỡi, sao đời chia cách đôi lời. Cách sâu ân tình, về chết cũng không hề quên. Đừng lãng anh hỡi, chẳng mong nàng lòng đời dường. Lòng anh tan nát đừng không nữa em ơi, dẫu biết giờ đây hai ta mỗi người mỗi ngã, nhưng không bao lực nào ngăn cách được tình yêu hai ta trong đời chúng tôi. Thì đừng nói tiếng biệt ly cho thêm đứt đoạn mối ta lòng. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau đi suốt quãng đường trần. Nói gian trung mãi ta thì đặt trong dòng.
xin hết. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và để liên tục chương trình cũng thể thành lời yêu cầu của các chiến hữu các anh em, Hoài Dương xin gửi tặng cho các bạn, các anh, các chị với một lớp trích đoạn trong vở cải lương Rượu Quán Nghèo Bình Trị, tức là Bến Cầu Vết Lụa. Rót đi, rót đi đại ca, uống đi cho ngôi chùa nó bớt lạnh đi. Đại ca ơi, đêm nay chỉ còn lại mình ta chứ. Rót đi anh.
ha, thì mình sao ha. À, và để tiếp nha. Tiếp nối chương trình, tiếp nối một không khí Tân Cổ thì ngay sau đây mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đến với phần thể hiện của nam nghệ sĩ Hồ Minh Đương và nữ nghệ sĩ Võ Ngọc Huyền. Xin được mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Dạ. À, trở lại chương trình một lần nữa, cho phép Hồ Minh Đương và nữ nghệ sĩ Võ Ngọc Huyền xin gửi cho quý vị một lớp thích đoàn trong tuần cái lương được mang tên Pháo Hồng Tiền Bước Em Đi. Cho một tràng vỗ tay lớn lớn lên thẳng quý vị ơi. Dạ, Hồ Minh Đương xin cảm ơn rất nhiều. Dạ chào bà. Ông là ai? Dạ thưa bà, tôi là một kẻ từ biệt xa xôi lắm, đạp xuống thẳng rồi gió cuốn trở về đây. Để làm chi? Để nghe cho bà nghe. Thôi, ông đừng nói nữa, chỉ làm cho tôi thêm bàng hoàng xúc động. Ông hãy đi đi, ông hãy đi đi. Bà ơi, tôi sẽ đi đi để đưa tiền mùa thu vào trong một giấc mơ buồn bã. Rồi có một chiều nào mà dần dần nơi bà hai dành lại phút giây ngoài niềm ghé đăng trên tôi đã đây là chấp nhận cho mình ban đầu hai kẻ yêu nhau, không phải chỉ nhau là kẻ xa đi. Và để lại sau niềm thương lòng ông là ai? Bà ơi, tôi và bà không thể nói chuyện riêng, thì giấc mơ kia cùng đâu còn gì nữa khi đổ tan đồng nắng giữa loạn. Để cho bà được bình yên không hiểu. Nhưng tôi là quyền lực của sự mẫu thì làm sống cái lời ngờ đứng tăng cơ. Bà ơi, dù muốn dù không thì bà cũng là vợ của người ta. Còn tôi chỉ là kẻ nước bơ về đường hạnh phúc. Có tiếc thương cũng đành đi biệt một miếng nào rồi cũng tan cuộc nhớ đêm xưa. Thì thôi đường bà đi đường tôi bước chẳng có quan hà một sáng mùa thu. Tôi
bà. Một bài một gọi mang tên Mùa Quá Đào của tác giả Diệt Sơn. Ba con mèo luôn hả? Ba con mèo luôn. Phải có con mèo nữa, bốn con vui. Dạ rồi, ba con mèo. Yeah, boy.
lần đầu tiên hạnh ngộ với quá đau. Gửi lại em trời xuân.
với Khánh Hoa với lại mà một. Dạ, thì lời nói đầu tiên cho phép con thanh xuyên xin được gửi đến cô chú các anh chị là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và để thay đổi bầu không khí thì con thanh xuyên xin gửi đến cô chú anh chị một bài thanh cổ rất ý nghĩa trong ngày hôm nay, được mang tên Tìm Cha Nơi Đâu của tác giả Thích Minh Giới. Xin mời cô chú anh chị cùng lắng nghe. Ngắm nhìn chiếc lá vàng rơi, thương cha vất vả cả đời vì con. Tuổi già tiều tụy heo hon, miệng sao con được ngọt ngon cha rằng cha còn nơi đâu đó, nhưng có ngờ đâu con đã mất cha rồi. Cha đổ từng giọt mồ hôi cho con non tươi cười, trên thế gian có biết bao thơ ca về mẹ, những năm xanh dưỡng đạo đồng thì tâm lòng cha ơi cao. Cha đã tạo tầng hôm sớm gian lao, vì vợ vì con mà suốt cuộc đời cha hy sinh tất cả. Dù đó là việc lắm biển dời non, miễn nó cho con tính mạng cha đâu kể. Quá đổi nhớ thương,
nửa nương cha hiền. Cha là đẹp tựa thiên liêng, cho con gặp dần nghe đức đi trong đời. Cha ơi dẫu biết rằng không sao tránh được có tự biệt sanh ly, nhưng lần xa đi của cha thì không bao giờ gặp lại. Có gặp nhau chẳng chỉ còn mong nhân khi tình giấc rồi con biết tìm cha ở nơi đâu. Dạ xin cảm ơn quý vị rất nhiều.